Trong buổi lễ giỗ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm lần thứ 55 và tưởng niệm các chiến sĩ đồng bào đã vì quốc vong thân, chương trình hôm nay với chủ đề Tinh thần yêu nước của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và thưa quý vị, điểm đặc biệt năm nay đó là chúng ta kỷ niệm 10 năm ngày địa phương Dallas Forward của chúng ta tổ chức lễ giỗ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và 10 năm là một chặng đường cũng khá dài để cho thấy được sự cố gắng, sự đóng góp của rất rất nhiều người trong ban tổ chức lễ giỗ hàng năm. Và bởi vì vậy cho nên hôm nay chúng ta có mặt ở đây rất xúc động để cùng tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Một lần nữa, ban tổ chức kính cảm ơn sự hiện diện của quý vị nơi đây. Và Thu Hương xin lược sơ qua chương trình ngày hôm nay gồm có phần 1 là nghi thức rước di ảnh cố Tổng thống, rước quốc quân kỳ, chào cờ, nghi lễ đặt vòng hoa và phần truy điệu anh.
xuống. Thảo Diễm, nghỉ. Ghiêng. Chào tay. Chào. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Okay.